Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 9 năm 2023 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp ạ. Rất nhiều những cái dòng hàng kg sẽ cho hoa xuân hoa Tết ạ. Những cái dòng hàng lan thuần và rất nhiều những cái mặt hàng kg đẹp với cái giá rất là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị ngắm cho em. Hàng cắt tỉa rất là kỹ luôn. Gần như là những cái thân mà cô chú anh chị sở hữu ở đây sẽ là cho cô chú anh chị những cái chùm hoa rất là đẹp ở mùa xuân và những cây giống tuyệt vời nhé cô chú anh chị nhé. Gà tròn vùng Cao Bằng có thể coi là một trong những vùng miền mà có mặt bông rất là tuyệt vời, thân như gà dẹt nhưng mà khi mà sổ hoa thì mắt nhung đen của cái dòng hoa gà tròn, bông hoa to và cực sai bông ạ. Có thể coi là một trong những vùng miền có hoa đẹp nhất trong tất cả những vùng miền gà tròn. Và hôm nay thì em bán với giá chỉ có 150.000 trong kg thôi nhé. Giá thì cô chú anh chị biết rồi, chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn. Giá gà tròn bình thường từ trước nay dao động ít nhất rẻ nhất là 180. Hôm nay để giá 150 ạ. Và sau bên này đây sẽ là cái dòng mạc xuân ạ. Hôm nay về cây mập nụ luôn cô chú anh chị này. Và cây bây giờ hiện tại đã bắt đầu là hình thành những cái mầm nụ rồi nhá. Và dòng mạc xuân là một cái dòng hoa nở vào thời điểm Tết với những cái bông hoa trang nhã và thanh khiết, nở hoa rất là thơm vào cái thời điểm Tết. Nói chung là rất là đáng thưởng thức cô chú anh chị ạ, dễ thuần dễ chăm. Cô chú anh chị mình có thể trồng ở những khoảnh đất ở trước sân nhà, khi mà nở hoa thì ngắm những cái bông hoa của những cái cây mạc xuân nở, cảm giác thật sự rất là thư giãn và rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Giá em bán ở đây mạc xuân là 90.000 trong 1 kg. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiều vàng này cô chú anh chị này, một cái lô kiều vàng hàng cắt tỉa xanh mướt như vậy đấy ạ. Đó, hàng thân không quá dài không quá ngắn mà 1 kg thì được rất nhiều. Em bán 170.000 trong 1 kg. Sẽ bán từ 0,3 kg nhé cô chú anh chị nhé. Và ở đây cô chú anh chị có thể xem này, chọn cho em cả từng cái lô như thế này để thấy là nó rất là rẻ với những cái lô gà kiều vàng như vậy đấy ạ. Đấy ạ. Ví dụ như cái lô này em gọi là cái lô 2 năm này. Lô này chỉ có giá là 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Là một cái giò kiều to bự luôn đúng không ạ? Một giò kiều đẹp tuyệt vời ở mùa xuân luôn ạ. Cái lô tiếp theo lô số 2 này 70.000. Và lô số 3 là hai rễ to, thân to nủ luôn. Hai rễ rất là đẹp như này, có giá 90.000. Và lô số 3 cũng nguyên một rễ. Đây, cái lô này em gọi là lô số 25, có 50.000. Đấy, 24 với giá 70.000 chẳng một ôm rất nhiều như này. Và lô bên này là 26 này, hai rễ rất là to. Giá em bán ở đây là 90.000. Và hình tiếp theo 27 đấy ạ. Nguyên một cái rễ lá tròn vo rất là đẹp, cây to đùng luôn. Giá em bán ở đây chỉ có giá 80.000 thôi. Và một cái rễ kiều tím này, cái rễ kiều này thân trơ trọi như vậy thôi nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị về ghép cho mùa hoa xuân ngắm đã mắt nhé. Có 100.000 cho kiều tím thôi. Đó. Dạ, còn ngoài ra thì ở đây em còn có thêm cái dòng lan hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ này. Cái dòng hoa này cũng nở vào mùa xuân và với những cái hoa môi tua rất là độc đáo luôn, những cái cây hoa vàng sáp bóng môi tua rất là độc đáo ạ. Giá chỉ có 120.000 trong kg thôi, em sẽ bán ngay từ 0,3 kg luôn cô chú anh chị nhé. Dáng hương bạch nhạn cho cô chú anh chị nào mà yêu thích những cái cây hoa màu trắng, cái hương thơm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rất là quyến rũ của nó này. Dáng hương bạch nhạn như cây là xếp rất là xinh như vậy này, cái mùa ghép đẹp để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa xuân nhé. Giá em bán ở đây là 160.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg để cô chú anh chị mình có thể có những trụ lan bạch nhạn rất là đẹp để thưởng thức đấy ạ. Ở đây thì em có một cái lô cây rất là to mà em đã chọn lựa ra, cây số 1 này, cây số 2 này, đó, cây số 3 và cây số 4, đây là cây mẹ con này, cây số 4 cây mẹ con rất là to. Nói chung là cái chỗ này cô chú anh chị về ghép trụ thì tuyệt vời. Cây bạch nhạn cây to như này ít ạ. Và cái lô dáng hương bạch nhạn này em xin phép được bán cả lô này ạ, cả lô này với giá là 60.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em có dáng hương đuôi chồn này ạ. Những cây dáng hương đuôi chồn có những cây to bự chảng luôn, cây mẹ con luôn này cô chú anh chị. Nói chung là cây này cô chú anh chị về ghép trụ hay trồng chậu đều tuyệt vời ạ.
Em bán 170.000 trong kg nhé. Và sang bên này đây, sơn thủy tiên em bán rẻ chưa bao giờ từng có luôn. À, lẻ bằng xỉ luôn, 160.000 trong kg sơn thủy tiên ạ. À, cô chú anh lấy chị lấy nửa kg giúp em. Có một cái giò sơn thủy tiên ngắm đã mắt ở mùa xuân nhé. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hài Henry này. Dòng lan hài Henry ạ. À, cô chú anh chị nhìn cho em những cây lan hài Henry rất là xinh đẹp như này, với giá là 130.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg nhé cô chú anh chị nhé. Nhìn cây bé nhỏ như vậy thôi mà khi mà cây sổ hoa thì bông hoa rất là to, mà đây là một trong những dòng lan rất là dễ thuần dễ chăm. Đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hài Henry đi ạ. Sắc hoa tím đỏ, hình dáng chiếc hài rất là dày dặn, độ bền phải tầm trên 2 tháng. Nói chung là dòng hoa này thì dễ thuần dễ chăm nhé. 0,3 kg em bán từ 0,3 tức là 39.000. Cô chú anh chị có thể ghép được ít nhất là 3 hoặc là 2 chậu cái lan hài Henry rất là đẹp. Và sang bên này đây thì em có những cái cây lan hoàng nhạn này. Hoàng nhạn thì ở đây em có một cái phần hoàng nhạn duy nhất ở đây ạ. Rơi khoảng tầm hơn chục cây. Đó, cả một cái lô hoàng nhạn rất nhiều như này. Em bán cả lô này với giá là 50.000 đi cô chú anh chị nhé. Những cây hoàng nhạn ạ. À, những cây hoàng nhạn rừng này thì đảm bảo cô chú anh chị về nhìn cây xấu xấu như vậy thôi, cô chú anh chị về trồng 1-2 năm cây không to to đẹp, không khác gì những cây nhạn 4 nở luôn. Đây cô chú anh chị nhỉ, đây ạ, đây là những cây nhạn mà nhà vườn của Việt Nam mình trồng đấy ạ, chứ không phải là hàng 4 nở của Thái đâu, đúng không ạ? Không khác gì cây nhạn 4 nở luôn, mà nhà vườn người ta lấy thì bao giờ cũng là lấy những cây bé tí xíu, bé tí xíu, và khi mà nó mọc lên như này thì nó sẽ ít khi nó bị bỏ lá chân ạ. Nó sẽ cây nó đẹp trọn vẹn nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, cây rất là to như thế này. Đó, với những cây nhạn này thì nói chung là về nhìn nó sẽ hơi xấu nhá cô chú anh chị nhá. Mình chăm sóc đi ạ, 1-2 năm chắc chắn cô chú anh chị có một cái giò lan hoàng nhạn ưng ý luôn. Có 50.000 cho toàn bộ cái lô này thôi này, bán đó, cả chục cây sau đó. Còn ở đây thì em có một cái cặp đôi hai cây lớn này. Cái cây này rất là to, bị mất một cái lá thôi. Cây thứ hai cũng rất là to này. Và cả một cái cặp đôi như này đó, cả cặp đôi này em bán với giá là 60.000 đi ạ. Và bên này đây thì em có một cái dòng lan hài, một cái lô hài Vân Nam. Mà cái lô hài này thì em để vườn khá là lâu rồi, cây bây giờ đã bắt đầu là ra rễ non mới rồi. Một cái lô rất nhiều như này, cô chú anh chị có thể làm cho em 2 chậu nhé. Cái lô hài Vân Nam này em bán 50.000 đi. Đó, bán 50.000 cho lan hài Vân Nam này, đảm bảo cây khỏe và đẹp cho cô chú anh chị mình ạ. Và bên này thì em có một cái lô giáng hương tam bảo sắc này. Một cái lô tam bảo sắc rất nhiều như thế này này. Đó, đây ạ, có hai cây mẹ con nhé, hai cây mẹ con to đùng luôn, và thêm một cái cây rời bên này nữa, là cây này hơi gãy ngọn nhưng mà lá xếp rất là đẹp. Cả lô này em bán là 40.000 đấy ạ. Sang bên này đây là cái dòng đai châu Thái. Dòng đai châu Thái này là hàng bóc trụ của vườn Việt Nam mình nhá, nên là cô chú anh chị nhìn thấy là cây nó không có bị lỗi lá đốm lá như là hàng bóc trụ ở bên Thái về cô chú anh chị ạ. Đấy, không bỏ lá chân cũng như là không bị lỗi lá đốm lá như là cái hàng bên Thái. Hãy đảm bảo cô chú anh chị có những cây lan giống khỏe và đẹp nhất để cô chú anh chị trồng và chăm sóc để mà thưởng thức hoa Tết. Đây bây giờ cô chú anh chị có thể thấy đấy, bây giờ cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi đấy, cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Tất cả những cây lan này là đến Tết này đảm bảo sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa rất là tuyệt vời. Đó, vừa thuần bây giờ ạ, cô chú anh chị lấy những cây này này, vừa về thuần được những cây giò lan thở đúng thời điểm đẹp mà lại vừa được thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời nhé. 380.000 cho 1 kg dòng đai châu Thái này. Số cây rơi khoảng tầm 3 cho đến 5 cây cô chú anh chị ạ. Thay vì cô chú anh chị mua một cái cây đai châu Thái rất là đắt đỏ, cô chú anh chị có thể mua cả hàng cân này. Về cô chú anh chị mình tự ghép cái giá của nó không bằng một nửa, mà những cây này quá là đẹp luôn đúng không ạ? Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em. Đây ạ, cái hình này em gọi là cái hình số 1 này. Hình này có 3 cây châu Thái đẹp tuyệt vời như thế này. Đó, nhiều cặp lá và mít đẹp như vậy ạ, với giá chỉ có 160.000 thôi ạ. Sang hình tiếp theo là hình số 2 này, một cái phần mà cũng có 3 cây tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, 3 cây to đẹp tuyệt vời như thế này. Đó, nếu mà lên chậu thì mỗi một cây như thế này không dưới 100.000, hơn 100.000 đúng không ạ? Hình này em bán là 160.000 nhá. Là sang hình tiếp theo hình số 3. Một cái lô này 3 cây to bự luôn. 3 cây to và đẹp như vậy, 230 này. Và sang hình số 4 này. Số 4 em có bán hai cây này 160.000 này. Hoặc cô chú anh chị mà lấy nguyên luôn một cái chậu hôm nay em cũng giá rất là rẻ luôn đấy ạ. Mới cặp đai châu Thái to đùng cách mạng như này. Hàng rất là to đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Đảm bảo cả hai cây đến mùa hoa đều sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa rất là tuyệt vời. À, bắt đầu là sưng mắt nụ rồi đấy ạ. Một cái cặp đôi như này, mỗi một cây phải cho tầm 1 cho đến 2 vòi hoa hết ạ. Giá em bán chỉ 180.000 thôi. Đấy, một cây lá kẻ mà không lỗi lá rất là đẹp như vậy. Hình số 6, 400.000. Và mỗi cây mà em cắt lá, em bán thanh lý xả hàng đây.
Đó, hàng bản lá mít rụt mà cắt lá em bán 100.000. Và cây bên này cũng là cây mít rụt đấy cô chú anh chị này, quá tuyệt vời đúng không ạ? Cây này em bán với giá là 120.000 thôi. Cây này thì có hơi dập lá ở trên này một chút xíu này cô chú anh chị này. Tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái siêu phẩm. Những cây đen đô xuân thân mập nù ú ụ, thân đốt ngắn rụt rịt và lá xếp đẹp tan tát như này. Cây lá mít và lá nhăn sóng úp thìa rất là đẹp luôn như thế này đấy ạ. Chậu nào cũng như chậu nào, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Thân to và siêu mập mạp luôn. Một cái chậu như thế này rơi ít nhất là từ 5 thân trở lên nhé. Và chiều cao từ 45 cho đến 60cm trở lên. Và một cái chậu siêu đẹp như thế này ạ, giá ở đây em đang bán chỉ có giá 170.000. 170.000 cho một cái chậu đen rô xuân cực kỳ là đẹp như thế này thôi cô chú anh chị nhé. Hàng thì nói chung là hiện tại thì em đang có rất là nhiều hàng. Đảm bảo cô chú anh chị rằng là khi mà em gửi cho cô chú anh chị những cái cây lan này, cô chú anh chị nhận được hàng sẽ không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn về cái độ to, độ mập và độ đẹp của từng cây, từng thân lá một cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều nhá, thoải mái cô chú anh chị mình có, em sẽ chọn cho cô chú anh chị mình những cái giò lan gọi là ưng ý nhất. Cô chú anh chị cùng em quan sát những xem những cái mặt bông của đen đô xuân. Chắc chắn là nhiều cô chú anh chị đã từng được thưởng thức hoa đúng không ạ? Hoa đen đô xuân này độ bền thì khỏi phải bàn rồi. Độ bền của đen đô xuân phải tầm trên 2 tháng, khuôn bông hoa bầu tròn và siêu sai bông cô chú anh chị ạ, và lại có hương thơm nữa. Đây là những cái mặt đen đô xuân này. Mặt bông nào cũng không làm cô chú anh chị thất vọng đúng không ạ? Nó quá là xuất sắc luôn. Đó là mặt bông của đen đô xuân này ạ. Quá là đẹp cô chú anh chị nhá. Đây, một cái giò đen đô xuân chỉ có 2 thân thôi mà cô chú anh chị nhìn thấy nó đẹp mê như thế này rồi. Mà ở đây ạ là một cái giò đen đô xuân của em hiện tại, thân to mập nú mà rơi từ 5 thân trở lên cô chú anh chị nhá. Thôi rơi từ 5 thân trở lên, thân nào thân đấy to như ngón chân cái luôn cô chú anh chị ạ. Đảm bảo cho cô chú anh chị những cái tác phẩm phải nói là xuất sắc ở mùa xuân. Giá chỉ có 100 Tết ạ. Hoa của dòng này là nở hoa Tết, chỉ có 170.000 cho một giò thôi. Đây, ví dụ những cái giò như này có 2 thân. Cô chú anh chị biết rồi, những cái giò như này người ta bán không dưới 200.000 khi mà hàng những ngày cận Tết đúng không ạ? Còn bây giờ giò rơi vào từ 5-6 thân trở lên. Cây đã thắt ngọn, đứng ngọn đẹp một cách tuyệt vời như thế này. Giá chỉ có 170 cho một giò. Đó, 170 cho một giò cô chú anh chị ạ. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có điều kiện lấy 2 giò đi ạ. Cô chú anh chị ghép vào thì một cái giò lan đẹp thôi rồi ạ. Mà sang bên này đây thì em có những cây, cái này đây là cây châu hồng gấm. Cô chú anh chị tự ngắm, chơi thưởng thức hoa lâu cô chú anh chị có thể biết được cái vẻ đẹp của dòng châu hồng gấm. Cái lô hồng gấm này về thì phải nói cái mặt hoa của nó rất là xinh. Cánh hoa màu cam đỏ nhá và lưỡi anh tím rất là đẹp. Dòng châu hồng gấm này thì độ bền hoa rất là bền, cực thơm cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu châu hồng gấm như vậy thì có đặc điểm là nó có một cái ưu điểm là nó nở hoa quanh năm. Nở nhiều lượt trong năm chứ không phải là nở một lượt đâu cô chú anh chị ạ. Vậy một chậu châu hồng gấm như vậy em bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Và ít khi mà có cái mặt hoa của châu hồng gấm này về nó hoa đỏ và lưỡi anh tím đẹp như thế này nhá. Bình thường em thấy là hoa của nó chủ yếu là màu cam thôi. Màu vàng cam thôi cô chú anh chị ạ. Còn đây là cái màu sắc hoa cam đỏ rất là đẹp luôn. Mà lại còn có lưỡi anh tím nữa. Và sang bên này đây thì em có những chậu kiều lộc bắc ạ. Kiều lộc bắc thì cô chú anh chị biết rồi, hoa nở vào thời điểm Tết đúng không ạ? Đầu xuân, đây, bây giờ có những cây kiều lộc bắc đã sưng những cái mắt nụ rất là lớn như thế này rồi ạ. Một cái thân như thế này có thể cho mình đến 2 cái chùm hoa to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Thì một cái chậu kiều lộc bắc nó đẹp như thế này, nhiều thân to mập mạp nú như vậy. Giá em bán ở đây chỉ có giá 170.000 cho một chậu thôi nhé. Và bên này là giả hạc di linh xuân, với chậu rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên ạ. Và di linh xuân này hàng hoàn toàn ươm ki nhé cô chú anh chị nhé. Đảm bảo không làm cô chú anh chị thất vọng khi mà nó nở hoa đâu ạ. Em bán một cái chậu như vậy có 80.000 thôi cô chú anh chị này. Sang bên này đây sẽ là những cái cây, bên này là những cái chậu lan điện lan, cây là cây lan quân tử nhá. Cái dòng điện lan quân tử này là cây, những cây lan mà cô chú anh chị trồng nhau nhái ạ. Cây rất là to này cô chú anh chị nhìn cho em này, cây quá to luôn, nhiều cặp lá và đẹp như thế này. Có 75.000 cho một chậu cây quân tử này, là cây trưởng thành có thể cho hoa Tết hết ạ. Và cây quân tử này cô chú anh chị trồng trong nhà, ngoài mang ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời, tạo không gian xanh thì cây này nó còn là một cây mà có thể giúp mình lọc không khí rất là tốt, loại bỏ những chất khí độc hại trong trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay TV ạ. 75.000 cho một chậu, vừa cho hoa đẹp mà lại vừa là một cái cây phong thủy. Đấy.
và mang cái tác dụng rất là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình của mình. Còn đây ạ, một cái cây lan duy nhất, em còn có một cây thẻ bài duy nhất cô chú anh chị nhé, có thể coi như một cái lá phổi xanh trong nhà luôn. Một cái cây mà người ta quan niệm rằng cây này nó có thể mang ý nghĩa phong thủy, là người ta quan niệm rằng nó có thể mang đến sự tài lộc và vận may cho gia đình đấy ạ cô chú anh chị. À, sự may mắn và tài lộc cho gia đình, cái cây thẻ bài này này. Đó thì em đọc rất là nhiều là những cái bài mà người ta nói về cây thẻ bài đều là như vậy. À đây ạ, thì cây này hiện tại đang có một hoa này, và sau này những cái cây hoa này nó không phải dừng ở đây mà sau này nó sẽ ra thêm những cái bông hoa tím ở những cái nhánh này nhá. À, rất là xinh đẹp luôn. Giá em bán cả chậu quây quân tử này chỉ có giá là 70.000 cho chậu này thôi. Thì ở đây có hai hoa, nhưng cái hoa này nó hỏng đi rồi nhá cô chú anh chị nhá. Nó hỏng mất rồi ạ. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này, thân thắt đốt, sáng bóng như những đúng những hạt ngọc luôn, chậu siêu nhiều thân. Đó, rơi 7 8 đến chục cả chục thân cái một chậu chuỗi ngọc như này. Đó, ít khi mà có những chậu chuỗi ngọc nó đẹp nhiều thân tơ như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Giá ở đây em bán một chậu chuỗi ngọc như vậy chỉ có giá là 170.000 cho một giò thôi. Nói chung là đây là một trong những dòng lan mà không hề là dễ thuần, mà hoa thì rất là đẹp. Đẹp từ thân lá, đáng thưởng thức từ thân lá luôn. Sang bên này đây, à đây, em có dòng Dendro. Nói về dòng Dendro thì em còn có dòng Dendro Úc Mắt Đen này cô chú anh chị nhìn này. So với cả dòng Dendro Xuân lúc nãy em vừa giới thiệu cô chú anh chị đấy ạ. Thì dòng Dendro Úc Mắt Đen này cái lá nhìn nó khác biệt hẳn luôn với cả dòng Dendro Xuân đúng không ạ? Lá của nó nhọn, nhỏ và dài, mỏng hơn. Đó. Thân thì nó cũng sẽ không to như cái thân bên kia đâu nhá cô chú anh chị nhá. Dòng Dendro Úc Mắt Đen này thì một chậu nặng chĩu tay, hơn chục thân cũng thắt hết ngọn như này này. Đó, thân thắt hết ngọn, căng phình và đẹp như thế này. Giá ở đây có 230 cho một chậu thôi. À, sang bên này đây là những cái cây Corat Koki nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng Corat Koki này cô chú anh chị, cái dòng Corat Koki này là một cái dòng lan mà được lai tạo giống giữa cây Cửu Bảo Tiên, một cái cây lan bông hoa to như cái chén mắt trâu, và cái dòng Hoàng Nhạn với những cái bông hoa rất là thơm và thân lá đẹp. Nên là khi mà lai tạo giống ra như vậy thì nó sẽ là được một cái cây lan mà nó mang đặc điểm nổi trội của cái dòng Cửu Bảo Tiên và cây Corat Koki đấy ạ. Nên là khi mà cây này nở hoa này nó sẽ mang sắc hoa của dòng Cửu Bảo Tiên với những cái bông hoa rất là to, rất là đẹp cô chú anh chị ạ, và cực kỳ là thơm của dòng Hoàng Nhạn. Nói chung là một cái sự kết hợp phải nói là vô cùng là hoàn hảo luôn. Mà cây Cửu Bảo Tiên ý, cái thân lá nó không được xếp như thế này đâu cô chú anh chị nhá. Nhưng mà đây là một cái cây lai tạo giống, chính vì vậy mà cái cây nó có cái thân lá xếp đẹp và cái bản lá rất là to, cứng cáp của cái dòng lan Hoàng Nhạn đấy cô chú anh chị, nên là tạo ra những cái cây lan nó rất là đẹp. Một chậu sẽ là một cặp cây đôi như thế này. Cây này thì phát triển cực khỏe luôn, dễ thuần dễ chăm vô cùng. Cô chú anh chị trồng 1 đến 2 năm thôi là chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có những cái giò lan nó đẹp như thế này. Đó, chắc chắn là sẽ có những giò lan nó đẹp mê như thế này luôn cô chú anh chị nhá. Và giá ở đây em bán một chậu như thế này chỉ có giá là 110.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và riêng dòng Cửu Bảo Tiên này chắc là Corat Koki này chắc là hết cái lô này thì cũng rất là lâu, chắc là cũng phải tìm mãi nữa thì mới có được những cái cây lan, cũng chưa chắc đã được có những cái cây lan cặp đôi, chậu cây đôi mà đẹp như thế này với giá chỉ có 110.000 ạ. Nên là cô chú anh chị có thể nhanh tay sưu tầm cho em những cây này, và chắc chắn là sau này khi mà nó nở hoa, cô chú anh chị ngắm không rời mắt luôn với cây lan mà rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Sau bên này đây thì em còn có thêm những cái cây bên này là những cái chậu, nói chung là những cái cây lan thì nó mỗi một cây nó có một vẻ đẹp riêng. Đây là cái dòng lan Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố ạ. Một chậu Thiên Cung Lữ Bố như này, đếm sơ sơ cũng khoảng tầm chục thân trở lên ạ. Và em bán một cái chậu Thiên Cung Lữ Bố như vậy ạ, với giá ở đây chỉ có 100.000 cho một giò thôi. Em bật bông của Thiên Cung Lữ Bố này, cô chú anh chị ngắm, nó không phải nhạt màu như là cái Hạc Vĩ rừng mà hoa sẽ rất là đậm đà. Nó rất là đậm đà, nó đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Đây ạ, ngắm cho em ạ. Đó, 100.000 thôi cho một cái chậu Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố mà chuẩn mặt bông cây giống như thế này. Vừa có một cái giò lan đẹp để thưởng thức hoa mà lại có vừa có một cái tác phẩm, một cái cây giống tuyệt vời đúng không ạ? Có 110.000 ạ. Và sang bên này thì em còn có thêm những cái cây Dendro Xuân rất là xinh đẹp ở đây ạ. À, Dendro ra ra chứ, một cái chậu Dendro ra ra mà cho hoa quanh năm luôn ạ. Với chậu nhiều thân nụ khỏe như này có 25.000 thôi. Và sang bên này thì em còn có duy nhất một cái chậu cát. Hàng này là hàng mặt bông phải nói là xuất sắc ạ. Cánh hoa cam màu đỏ, tím đỏ và cái lưỡi vàng rất là đẹp. Đây ngay từ cái thân của nó cô chú anh chị nhìn thấy rồi. 120.000 cho chậu này nhá, duy nhất một chậu thôi. Và đây cũng là cát.
Dòng cát thì mệnh danh là nữ hoàng các loại lan rồi. Đây là cát mini cô chú anh chị ạ, 9.000 trong một chậu. Bên này thì em còn có những cây thiên nga. Đó. Còn 3 cây thiên nga duy nhất thôi cô chú anh chị nhá. Và hết lô này thì chắc là không có hàng thiên nga về nó rẻ như thế này nữa đâu ạ. 60.000 cho một cây thiên nga này thôi. Hàng đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi, thắt hết ngọn như thế này rồi. Đó, cực kỳ là khỏe luôn. Bắt đầu chuẩn bị mùa mầm mới, mùa hoa mới. Ở đây em đang có hai cái màu, đó là màu xanh cốm và màu đỏ đốm nhé cô chú anh chị nhé. Xanh cốm và đỏ đốm ạ. Còn 3 cây duy nhất. Combo 3 cây này 180.000. Đó. Đây, riêng hàng này thì người ta bán trên thị trường ạ, một cây phải tầm 170.000 chứ không có rẻ đâu cô chú anh chị nhé. Cái dề gà tròn ạ. Quá đẹp, có những cái thân dài nhất nó phải dài tầm đến cả hơn 1 mét nhé cô chú anh chị nhé. Mà cô chú anh chị tưởng tượng cái dề gà tròn này với sắc hoa rực rỡ khi mà nó nở hoa nó đẹp cỡ nào ạ. Đấy, em bán cái dề này với giá 280.000 cho dề gà tròn rất là khủng này cô chú anh chị, rất là khủng này. Và bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp. Cái dòng hồ điệp ạ. Rất là rẻ luôn đây cô chú anh chị. Những cây hồ điệp bông đại. Cô chú anh chị về tự trồng, tự chăm sóc để thưởng thức hoa cho mình, để chăm sóc để đến mùa, đến lúc nó nở hoa để cảm nhận được cái công sức mình bỏ ra để chăm những cây hồ điệp này, giá chỉ có 30.000 cho một cây hồ điệp ạ. Nói chung là khi mà mình tự chăm được một cây lan mà nó nở hoa, đến lúc nó nở hoa thì mình sẽ cảm thấy là rất là, sẽ cảm nhận được cái sự rất là tuyệt vời hơn so với cả những cây lan mà cô chú anh chị mua về mình thưởng thức đúng không ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan trầm, những cái dòng trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ hoa nở thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Mặt bông trầm rồng đỏ đây ạ. Có lẽ là nhiều cô chú anh chị em không phải giới thiệu thì cũng biết rồi. Đây, bởi đây là một cái mặt bông đã rất là lâu đúng không ạ. Mà bất cứ một ai chơi lan đều muốn Tết đến, đều muốn sở hữu. Mà thậm chí trước đây nhiều cô chú anh chị đã từng mua những cái thân phải tầm hơn 300.000 đúng không ạ. Và để có một cái giò lan đẹp như thế này, trầm rồng đỏ đẹp thì đã phải bỏ tiền ra thậm chí hơn cả 1 triệu cho vài cái mấy cái thân trầm rồng đỏ thôi. Đấy, còn bây giờ hàng em bao chuẩn mặt bông mà giá thì cực kỳ là rẻ luôn cho cô chú anh chị mình này. Cái giò này em gọi là giò 29 ạ. Cái giò này giá có 110.000 thôi đây cô chú anh chị, bao nhiêu thân ạ. Đó, hàng bây giờ đã thắt hết ngọn rồi đây cô chú anh chị này. Thắt hết ngọn như thế này rồi. Đó, đảm bảo cô chú anh chị có một hoa Tết tuyệt vời luôn ạ. Và sang hình tiếp theo hình 30. Đó, hàng này. 3 thân 3 chậu 3 cây to đẹp xuất sắc như thế này. Có 120.000 thôi cô chú anh chị ạ. Một cái giò lan này nở hoa thì có phải là quá tuyệt vời đúng không ạ. Và sang hình tiếp theo 31 này, 120.000 cái giò này. Một cái thân siêu to khổng lồ phải dài tầm 7-80 cm. Thân dài tầm 7-80 cm ạ. Thân to hơn ngón chân cái luôn cô chú anh chị nhé. To như ngón chân cái luôn. Đây cả chậu này 120.000. Sang hình số 32 này. Chậu này cũng rơi vào 5-6 thân gì đó. Mập nú luôn. Chậu này em bán 120. Và chậu số 33 cũng với giá là, chậu này em bán với giá là 110.000 chứ. Đây, chậu này 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và chậu số 34 ạ. Chậu này phải rơi tầm 6-7 thân gì đó. Thân dài tầm 3-40 cm, 3-40 cm trở lên hết. Giá có 120.000 thôi. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 36 đây. Đó, em chia hình ra như vậy để cô chú anh chị mình có thể dễ dàng chọn này. Thân rất là mập, rất là nù, lá xếp đẹp tăm tắp như này, rơi vào 6 thân hay sao ấy. Chậu này bán là 110.000 và chậu này cũng là một cái chậu rất là tuyệt vời này. 4 thân to đùng dài từ 40 cm đến 50 cm trở lên hết, 120.000. Và sang bên này đây ạ. Chậu này ạ, em gọi là chậu 37 ạ. Thân quá cứng cáp, quá đẹp luôn. Đó, chậu này thì chắc chắn là sẽ nở hoa rất là sai hoa. Bởi nhìn cái thân rất là đanh, rất là đẹp. Cái chậu này em bán 120.000. Và sang hình tiếp theo chậu 38 em bán 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. 110.000 cho chậu 38 này. Và 39 là trầm cổ đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cái thân của nó không này. Đó, riêng dòng trầm cổ này thì không có lẫn đi đâu được ạ. Thân sẽ khi mà nó già nó sẽ chuyển sang xoắn đỏ như này. Cô chú anh chị chăm sóc đến độ đạt nó phải, mỗi thân nó phải dài tầm 2 mét cô chú anh chị ạ. Đây là cái mặt hoa của dòng lan trầm cổ ạ. Đó, mặt hoa dòng trầm cổ đây cô chú anh chị nhé. Cánh hoa sáp bóng màu đỏ rất là đẹp như này. Thì một cái chậu trầm cổ như thế này ạ, em bán cái chậu này với giá là 110.000. Và chậu trầm cổ tiếp theo chậu 40 ạ, cũng với giá 110.000 và 41. Quá tuyệt vời luôn đây cô chú anh chị.
thân căng quá đẹp. Em bán chậu này với giá 120.000 nhá. Và chậu tiếp theo là chậu 42, cái chậu này em bán là 120.000 ạ. Quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Và chậu 43 đây 120.000 này. Đó, chắc chắn là khi mà nó nở hoa không làm cô chú anh chị thất vọng luôn, từ ngay từ thân lá đến hoa rất là đẹp. Chậu tiếp theo chậu 44 này, chậu này em bán với giá 110.000. Rồi bên này đây thì em còn có thêm những cái giò trúc Phật Bà đấy ạ. Giò này em gọi là cái hình số 9 đây, một cái giò trúc Phật Bà, một cái dòng lan mang tính tâm linh. Từ cái thân của nó đã tỏa ra cái mùi hương ngai ngái như mùi thuốc bắc. Cảm giác rất là thư giãn luôn, em bán 220.000 thôi nhá, cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Đó, thân to mập nú luôn trúc Phật Bà này. Đó, rất là đẹp, cái chậu này em bán 220.000. Và bên này đây ạ, là một cái giò hoàng thảo vôi, riêng vôi ạ. Độ thơm của nó chỉ đứng sau trầm thôi. Và cô chú anh chị nhìn thân của vôi này thì cô chú anh chị biết rồi, nó là hàng vôi bắc hoàn toàn và thân mập nù, nhưng mà lại siêu có võ luôn chứ không phải là như vôi Lào. Hoa nó sẽ tím rất là đậm, tím hồng rất là đậm luôn. Cái giò vôi này em xin phép bán 130.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và hình vôi tiếp theo là hình 12, em cũng xin phép được bán 130.000 ạ. Đây là cái hàng tự tay nhà em trồng, và nó là cái dòng vôi bắc, nên là bảo cô chú anh chị là thân căng khỏe và đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa đẹp luôn. Nào cô chú anh chị này, không có độ kích nên là nhìn cây của nó rất là cứng cáp, rắn giỏi đúng không ạ, chứ không có cái độ dài nuột như là cái kiểu như là phân thuốc ạ. Và sang bên này sẽ là một cái giò long tu xuân này, thân căng đét luôn cô chú anh chị. Đẹp như thế này với giá chỉ có 120.000 thôi này. Và hình số 14, cái giò này em bán 130.000 cho giò long tu xuân này. Mập nú luôn cô chú anh chị ạ. Bảng gỗ rất nhãn, rất là ổn định. Đó, thân ngắn nhưng mà lại nhìn rất là mập, đẹp. Và sang hình tiếp theo là hình số 15, cái chậu này, giò này em cũng bán là 130.000 nhé. Và hình số 16, 130.000. Giò số 17 này, một cái giò trầm. Đó, giò trầm mập nú luôn. Lá mít tròn vo luôn ạ. Tổng là 2, 4, 6 thân, 6, 7 thân cả ngắn dài đấy ạ. 150.000 cho giò trầm này. Sang bên này đây sẽ là long tu đá nhé cô chú anh chị nhé. Vẻ đẹp của long tu đá thì cô chú anh chị biết rồi. Long tu đá, chậu này, giò này em bán là 110.000 cho bảng long tu đá này này. Bảng trồng trên gỗ nhãn nên là rất là ổn định luôn. Về cô chú anh chị chỉ việc treo và chờ thưởng thức hoa thôi. Và hình tiếp theo là hình số 19, cái giò này em bán 100. Và giò số 20 ạ, em bán là 120.000. Và giò số 21 đây, Helen 21 150.000, Helen 22 150.000. Và 23 là một cái chậu tam bảo sắc này, em bán 100.000. Và bên này đây thì em có chè dây này, cho cô chú anh chị nào đang muốn tìm chè dây thì đây nhá. Một cái sản phẩm sạch theo đúng mọi nghĩa của nó. Tự tay gia đình em chọn nguyên liệu cho đến cái khâu sao tay hoàn toàn luôn nhé cô chú anh chị, chặt tay và sao tay hoàn toàn luôn. Đó, đảm bảo là sạch, đảm bảo vệ sinh cho cô chú anh chị. Giá em bán ở đây một túi như vậy là 100.000 một kg. Miếng răng che đén em bán với giá một túi 1 kg cũng là 100.000. Này thì em còn có thêm rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này, vỏ thông đủ size 1 2 3 4, vỏ thông đồng giá 2.000 trên 1 kg, rêu rừng 50.000 trong 1 kg, giớn thì em có loại giớn bảng kích cỡ là 13-30 với giá là 15.000 và kích cỡ là 20-30 với giá 18.000. Này thì rất là nhiều chế phẩm vật tư dành cho hoa lan đây ạ. Atonic này 12.000 trong một gói nhé, duy xanh 50.000 và duy đỏ là 60.000 ạ. Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp dưỡng chất AB với giá là 85.000 trong một lọ đây ạ. Và Super Thai không muốn tăng trưởng 5.000 cho một lọ, B1 Thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 3.000 cho một lọ. Super Thai không muốn tăng trưởng thì em giới thiệu đây rồi, 50.000. Và siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ, liền da Mỹ Tiến 40 và liền da sẹo đen là 50 và thuốc đặc trị côn trùng với giá 7.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Kin Kin Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn này, 25.000 trong một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh hàng nấm ạ, 15.000 một túi nhá. 15.000 trong một túi Chicho Đề Ma này. Và phân dê chiều dài là 4 20 cm với giá 4.000 trong một túi thôi. Và bên này phân chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 trong một túi 1 kg. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong trên 2 tháng, sản phẩm 35.000 trong một túi đấy ạ. Một túi 1 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em còn có thêm sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ. Sản phẩm tinh dầu hồi này thì có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ.
cái dàn sản phẩm này thì hoàn toàn làm từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí ạ. Ngoài ra cái mùi hương của nó thì tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời và giảm đau rất là hiệu quả. Từ những cánh hoa hồi thì cô chú anh chị biết rồi, người ta có thể cho vào món ăn đúng không ạ? Để tạo cái hương vị, tạo độ ngọt và đồng thời nó cũng rất là tốt với sức khỏe. Thì đây là những cái giọt tinh dầu hồi mà được chiết xuất từ ngay từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng đấy ạ. Sẽ có đem lại cho cô chú anh chị cái mùi hương của nó sẽ đem lại cho cô chú anh chị cái cảm giác thư giãn vô cùng luôn. Cô chú anh chị thử một lần thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi để cảm nhận cái sự thư giãn mà nó mang lại. Rồi em được giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.